màu trắng ra ngoài rồi. Một đều. Điểm 32. Hỏng rồi. 6-5. Phát cầu. Vâng, điểm số đã được cách biệt 18. Sau một hồi hai đội cân như dây đàn, không ai chịu thua ai, điểm số đã bị cách biệt. Điểm số rút ngắn còn 90.
đầu sốc rồi. Liên tiếp là hai quả công hỏng. Điểm số lại cách biệt 2 điểm. Cầu ngoài sân. Vâng, Huy Sáng đã xin ra nghỉ giải lao để dừng lại trận đấu, khiến đội mình không bị trôi thêm một điểm nào nữa. Trước mặt tôi áo vàng là vận động viên Tuấn, vận động viên Lừ. Đây là một chân công mới nổi, chân công rất là sắc sảo của đền Lừ. Tuyển trẻ tương lai đấy. Trận đấu tiếp tục ạ. Chán cầu quá, lại một pha ăn điểm của đối phương. Đạt đạt có một sức bật rất tốt, nhưng mà hình như là chắn cầu đã chạm lưới rồi. Điểm số thay đổi ngược nhé, 10-13 cách biệt 3 quả. Rút rồi. 11-13. Hay quá. Gần mò được. Rất tiếc cho đám vận động viên Tuấn. Điểm số đang là 12-14. Lái cầu rất tốt. Cầu đi về góc xa của sân, nơi mà không có một ai đứng để mò cầu cả. Một pha tấn công rất xuất sắc của vận động viên Tạt Đạt. Giữa hai vận động viên luôn luôn gây ra những khó khăn khi mà các vận động viên đầu đà với nhau, cũng như nhau biết cầu ngoài sân rồi. Điểm số đang rất là lệch 17-12. Với một quả phít cầu rất hay. Liệu chúng ta có lội ngược dòng được không? 13-17. Huy Sáng phát cầu. Hỏng rồi. Chúng ta tiếp tục lên điểm nào. 14-17. Kết thúc ở điểm thứ 21. Tiếp tục tốt.
15, 18. Chắn tốt. Và rất xuất sắc. Một pha cầu mãn nhãn. Tiếp tục là pha mò cầu của vận động viên Tuấn. Và Phạm Trưởng đã kết thúc quả cầu. Quả biên rất xuất sắc. Liệu chúng ta có lội ngược dòng được không đây? Vâng, bên phần sân đối phương là vận động viên Hưng Sơn là tiếp tục đình chiến để giữ vững khoảng cách giữa hai đội. Điểm số đang là 16-18. Liệu chúng ta có lội ngược dòng không đây? Trận đấu này chúng ta có một phần độ nhẹ nhẹ để hai đội chiến đấu hết sức mình. Đã đạt không? Rất tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy sự tiếc nuối của vận động viên Huy Sáng khi mà không mò được cầu lên quả đấy. Vâng, 19, 16. Hưng Sơn La phát cầu. Cầu sang lưới mất rồi. Cơ hội cho Đà Đạt. Mặc dù Phạm Trưởng đã chắn được cầu nhưng các đồng đội của anh đứng quá xa và không kịp mò cầu lên.